Nếu như mà người thuê trọ gặp khó khăn trong việc tìm được một căn phòng phù hợp với nhu cầu, thì các nhà chủ cũng không có ít nỗi lo khi mà trót giao dịch nhầm người thuê thiếu trách nhiệm. Một chủ trọ ở Malaysia cũng đã từng khóc cả nước mắt, tự nhận mình đã trải qua một cơn ác mộng sau khi mà phát hiện ra người thuê nhà đã rời đi, bỏ lại ngôi nhà trong tình trạng không thể tưởng tượng được. Chủ bài viết đã gọi người thuê nhà là người thuê nhà đến từ địa ngục. Theo đó, vị khách thuê này trước đó đã viện nhiều lý do để ngăn cản anh ta ghé qua kiểm tra tình trạng nhà. Cuối cùng, người đàn ông cũng đã tìm được cách đến thăm nhà và thông báo cho người thuê việc dừng hợp đồng vì anh có dự định bán nhà. Anh luôn biết người thuê nhà không phải là người coi trọng vấn đề vệ sinh, nhưng anh không ngờ rằng những vị khách này thì để lại một sự ngạc nhiên hơn cả sự tính. Như trong hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà được để lại trong một tình trạng vô cùng bẩn thỉu, không chỉ là phòng khách trông như là một đống xác. Phòng ngủ, phòng tắm cũng bừa bộn như một bãi chiến trường. Nhưng đó không phải là tất cả. Giờ đống lộn xộn, người chủ nhà tìm thấy không chỉ một, hai mà là bốn sắc mèo chết trong nhà với hầu hết đã bị phân hủy. Phần mèo xung quanh chuồng thì cũng vương khắp nơi. Người chủ nhà tiết lộ rằng anh ta không thể liên hệ với vị khách thuê sau khi phát hiện tình trạng đáng sợ của căn nhà. Anh đã liên lạc với cục thú y để làm việc. Bên cạnh đó, vì rắc rưởi và đống lộn xộn quá nhiều, anh đã phải tìm tới các dịch vụ dọn dẹp để giúp xử lý căn nhà. Cũng xác định là mèo chết, vốn thuộc về người thuê nhà trước, cũng đã dọn đi và đem trốn cất. Bài đăng đăng được, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội dấy lên một làn sóng vô cùng phẫn nộ từ cư dân mạng, trong đó phần lớn đều lên án lối sống và hành động thiếu trách nhiệm của người thuê trọ. Trời ạ, à, đây không phải là người cho thuê nhà, không thể tin được là anh ta đã ở bẩn như thế. Ôi trời, hành vi của anh ta thật là thảm họa, nếu bạn không bảo vệ nó, hãy cho người khác. Tội nghiệp những con mèo, cảm thấy muốn khóc khi mà xem cảnh này và dọn dẹp nó làm sao anh ta có thể ở được trong một căn nhà như thế này